Cái gì? Vận chuyển Trung Quốc về Việt Nam giá chỉ 5.000 đồng trên 1 kg á? Chính xác. Bạn đã có nhu cầu đặt hàng Trung Quốc tận gốc, bạn đang muốn tối ưu chi phí bán hàng bằng việc nhập hàng Trung Quốc giá rẻ, bạn đang muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc đa dạng hóa nguồn hàng đủ phân khúc, đừng lo, công ty Vạn Đạt xin giới thiệu với các bạn dịch vụ giúp bạn đặt hàng Trung Quốc nhanh chóng và tiết kiệm nhất, là công ty vận chuyển và đặt hàng Trung Việt có thời gian về Việt Nam chỉ từ 2 đến 4 ngày. Là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam giúp bạn đứng ra tìm hàng, thương lượng với các chủ xưởng Trung Quốc như người bản xứ, có hệ thống kho bãi chính chủ tại Trung Quốc và Việt Nam. Vạn Đạt, ưu điểm khác biệt so với tất cả công ty đặt hàng Trung Quốc hiện nay như tỷ giá thanh toán thấp nhất thị trường chỉ từ 3.400 đồng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng 24/7, chính sách đền bù 100% nếu mất hàng hoặc thất lạc, hệ thống website thông minh giúp bạn kiểm soát đơn hàng, mã hàng tiện lợi, giúp bạn biết chính xác hàng của bạn đang ở đâu. Vạn Đạt tự hào là nơi uy tín tạo nên chất lượng hàng đầu trong việc cung cấp vận chuyển và đặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Liên hệ công ty Vạn Đạt qua địa chỉ 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, website vạn đạt.cn, hotline 0922 963 368.